Thưa quý vị và các bạn, là xã đầu tiên của tỉnh Con Tum đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2012. Thế nhưng phải đến gần 10 năm sau, xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà mới cơ bản hoàn thành tất cả 10 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Khó khăn như thế nào? Sự nỗ lực của cán bộ nhân dân trong xã ra sao? Và bài học gì trong lộ trình xây dựng nông thôn mới là những nội dung chính trong chuyên mục nông thôn mới hôm nay? Tại thời điểm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà là xã thứ hai của cả nước và là xã đầu tiên của khu vực miền Trung Tây Nguyên về đích nông thôn mới. Đây là xã được đánh giá có nhiều tiềm năng và được chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Vì đây là xã có nhiều điều kiện thuận lợi, không có thôn người dân tộc thiểu số, không còn hộ nghèo, phần lớn người dân là công nhân các nông trường, công ty cà phê sớm tiếp cận với cây công nghiệp với phương thức canh tác, tổ chức sản xuất tiên tiến. Thế nhưng, phải gần 10 năm sau, xã Hà Mòn mới cơ bản hoàn thành 10 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và hiện đang chờ các cấp thẩm quyền kiểm tra công nhận. Một trong những nguyên nhân khiến xã Hà Mòn phải mất nhiều thời gian, đó là vì sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hà Mòn rơi vào thời điểm cây cà phê cây trồng chủ lực của người dân bị giả cỗi, năng suất thấp, giá cả bị sụt giảm và phải mất thời gian để tái canh. Cùng với đó, khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, các nguồn lực đầu tư của nhà nước bị cắt giảm so với trước. Số hộ tái nghèo phát sinh. Trước những lực cản này, xã Hà Mòn phải mất một thời gian khá dài để sốc lại tinh thần, tổ chức lại các phong trào thi đua mới. Trước tình khó khăn như thế thì đảng ủy cũng đã có nghị quyết chỉ đạo cho ủy ban ủy ban là triển khai kế hoạch và xây dựng cái đề án là phát triển kinh tế hội là tải canh và trồng sen các loại cây ăn quả trên cùng diện tích Đấy, thì để nâng cao cái thu nhập trên cùng diện tích thì trước đây chủ yếu là trồng ca nhưng mà cả cái bờ ránh rồi là cả kia là bờ lô các thứ thì chỉ trồng các là cái bông mát mà hiện nay cái bông mát thì thu nhập là không có nên là thực hiện chủ trương trồng sen các loại cây quả thì chủ yếu bây giờ các cái trước đây là các cái bơ lô thì để trống hoặc là trồng chén cả cái bông mát thì hiện nay đã thực hiện chủ trương đó để trồng vào các cái sầu riêng rồi là cây tiêu rồi là cây bơ thì hiện nay là đã có thu nhập ổn định đưa vào là thu nhập trên cùng diện tích nó cao hơn so với những năm trước thì bà con rất phấn khởi hưởng ứng chủ trương của xã ngoài việc tập trung tái canh cà phê bằng những loại giống có chất lượng người dân xã Hà Mòn còn áp dụng trồng sen các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trong vườn cà phê, thực hiện chăn nuôi gà thả vườn nhằm đa dạng hóa các cây trồng vật nuôi để tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Tái canh từ năm 2018 đến nay mô hình thâm canh 2,5 hecta cà phê sen với cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Ghi ở thôn 2 xã Hà Mòn đã phát huy hiệu quả. Vườn cà phê tái canh bằng giống mới TR4 cho hiệu quả cao các loại cây ăn quả như cam, quýt, ổi, bơ, mít thái đã cho quả. Sầu riêng đã phát triển tốt, dự kiến năm sau sẽ cho quả bói. Thời điểm hiện tại, tuy các loại cây trong vườn còn nhỏ, chưa vào thời kỳ kinh doanh ổn định, nhưng theo tính toán của ông Ghi thì hiệu quả kinh tế mang lại tăng gấp đôi so với trước. Ở đây là nếu như cái vườn của người ta là nếu như một hectare trên diện tích của 10 hectare thì người ta trồng được 1.000 cây cà phê của cái, của, của cà phê tái canh bây giờ. Thế như nhà tôi thì tôi sẽ trồng được 2.000 cây. Tức là mỗi 1.000 một, một cây cà phê và 1.000 cây ăn quả là, là các loại. Thì là, là, nó có nó có các cái, cái tầng ví dụ như là bơ thì nó ở cái tầng cao hơn. Hoặc là sầu riêng nó cũng ở cái tầng cao hơn. Thế còn cam quýt nó cũng vẫn cao hơn hơn là là, là cà phê. Thế còn cà phê nó là ở tầng thấp nhất. Nếu hoạch toán kinh tế ra thì một của một hecta cà phê nếu bình thường ra cứ trung bình gọi là được 10, 15 đến 20 cân của một cây cà phê thì là được 1.000 cây là được từ 15 đến 20 tấn quả tươi. Thì bây giờ đấy là trên một hecta thì như nhân với giá khoảng 7.000 một cân thì bây giờ là được 100 triệu. 100 triệu nhưng mà tôi sẽ hiện tại thì như cái vườn nhà tôi thì tôi làm được sẽ đạt được 200 triệu trên mấy hecta. Bên cạnh việc thâm canh cây cà phê, cây ăn quả, đến nay bà con nông dân trong xã đã tận dụng tối đa diện tích đất nông nghiệp, từ diện tích ven sông trong vùng bán ngập đến các diện tích khô cằn bỏ hoang trong các năm trước. Giờ đều được cải tạo trồng các loại cây phù hợp như khoai lang, đậu, chuối để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Khu đất của nhà anh Phạm Văn Điệp trước đây trồng cà phê cao su không lên, phải bỏ hoang. Anh đưa vào trồng cây chuối từ tháng 2 năm 2021, phát triển rất tốt, bắt đầu trổ buồng. Trước đây thì làm cà phê, cao su, thì giờ đất rảnh thì giờ không làm gì thì tranh thủ làm ít chuối có thử thế nào. Tham quan cũng theo như của tên farm đó thì nó cũng giới thiệu thì nó cũng hay lắm. Hiện nay thì vườn chuối này thì có 1.200 cây, đầu tư vào đây là 100 triệu rồi mà giờ hiện nay là thì giờ giá thì đang thấy nó đang ổn định 5 000 năm nghìn rưỡi trên thị trường còn bây giờ nay mai sau này thì cũng chưa rõ thì cũng chưa biết bao nhiêu kinh tế bắt đầu phục hồi phát triển việc huy động sức dân để tiếp tục chỉnh trang hoàn thiện kết cấu hạ tầng ở các khu dân cư được thuận tiện hơn trong 3 năm gần đây với phương châm dân làm nhà nước hỗ trợ các khu dân cư đã huy động người dân đóng góp tiền ngày công làm mới gần 10 km đường giao thông trong khu dân cư và khu sản xuất. Các phong trào ở khu dân cư được người dân tích cực hưởng ứng, từng bước chỉnh trang nhà cửa, tường rào, cổng ngõ, trồng hoa, cây xanh để đảm bảo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đất nước tiến lên thì nông thôn cũng phải tiến lên mà nó có những nhiều cái văn minh ví dụ như đường trường trạm hoặc là 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 các vị lãnh đạo là cũng 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 quan tâm rồi chăm đến bà con rồi chỉ hướng định hướng thì mình làm thì nó nó cuộc sống nó đỡ đi chứ trước ngày thì mình cứ cứ mình không hiểu được các cái mô hình làm 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 sen kẽ thì mình làm đơn phương của một cái cây cà phê thì nó thu nhập nó thấp mà từ thu nhập thấp thì là, là, là cuộc sống nó phải khó khăn. bây giờ đường lối các thứ loại kia này, này khác là nó cũng dễ. thì là, là ví dụ mình làm sản phẩm này đường xá nó thuận lợi thì, thì nó cảnh quan nó đẹp về thì, thì mình bán sản phẩm người người ta cũng cũng thích mua người ta đi lại nó cũng dễ. phong trào của xã là càng ngày càng đi lên mừng mình còn bây giờ là vào nông thôn buổi nâng cao nữa thì tôi thấy cũng rất chi là, là hương sắc và rất chi là tiến bộ bởi vì nhà nhà và người người là hưởng là theo đường lối chủ trương chính sách của đảng của pháp luật của nhà nước đừng nói là coi như cả cái là, dân cư đều phát triển là, là là, là kinh tế là mới rồi là trồng hoa rồi là nói chung là là tất cả tôi thấy đều nâng lên rõ rệt và ngay cả là, là là là, cái sản xuất cả cái mô hình sản xuất như các hội nông dân phụ nữ rồi thanh niên nói chung cũng là coi như là rất chi là tiện bộ so với những năm tháng trước với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ nhân dân trong xã đến nay xã Hà Mòn huyện Đắc Hà đã cơ bản hoàn thành tất cả 10 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đời sống của người dân có nhiều thay đổi so với trước Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, thực chất bộ mặt nông thôn nơi đây chưa thật sự đổi mới theo ý nguyện của người dân và chính quyền nơi đây. Nói chung là về mỗi hộ gia đình, rồi là mỗi thốt xóm, thì nhà cửa, rồi cửa ngõ, rồi là cả cái công trình thì người ta cũng chỉnh trang một cách cùng bài bản. Có những phân nhà thì người ta bê tông hóa, hết từ ngoài đường nhựa vào nhưng mà do cái đường nó cũng không biết làm khi nào thế nó hỏng hóc rồi ổ ổ gà nhiều quá cho nên nhiều lúc muốn làm thì muốn làm cho đẹp cái môi trường thì phải tự tiên là cái đường của chính quyền địa phương cái đường liên thôn liên xã nó phải chuẩn mực rồi đó thì khi nào mới dẫn mới làm được hiện nay thì trên địa bàn thì xã đã đạt 10 cái tiêu chí nâng cao nhưng mà cũng gặp rất là nhiều khó khăn nhiều khó khăn về hàng đầu tư cái thứ nhất là đường nhân dân ủy kiến rất là nhiều hiện nay đường quá xuống cấp thứ hai là cả cái tuyến đường mương giao thông thì uh, trước đấy đầu tư thì cái thời điểm 22 thì uh, rõ ràng là đang mới thi công thì uh, cái chất lượng mương nó tốt hơn nhưng mà đến đấy đưa vào sử dụng mấy mấy năm nay thì nó xuống cấp thì nhân dân uh, có uh, yêu cầu và có kiến nghị là đề nghị nhà nước hỗ trợ một số cái chính trị để nâng cấp cả cái tuyến đường rồi là uh, mương nước thuận lời cho người dân để người dân phát triển nông nghiệp. Qua thực tiễn gần 10 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Hà Mòn, có thể thấy đây là chủ trương đúng đắn được người dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực của nhà nước, nguồn lực của người dân còn hạn chế, các địa phương cơ sở nên có lộ trình giải pháp phù hợp và cụ thể hơn để mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn được thực chất và đảm bảo kế hoạch đề ra, tránh tình trạng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nhưng người dân vẫn còn băn khoăn. Hay kế hoạch ban đầu phấn đấu đến năm 2020, xã Hà Mòn đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu nhưng đến nay mới chỉ cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.